Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với tiết tập đọc lớp 4 ngày hôm nay. Vui khi được đồng hành cùng chúng mình trong buổi học này. Trước khi vào tiết học, các con nhớ chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 tập 2, sẵn sàng vở viết, đồ dùng học tập và nhớ lắng nghe cô giảng để thực hiện được các nhiệm vụ của mình nhé. Cô sẽ dành một phút để chúng mình cùng chuẩn bị. Các con ạ, trải qua bao nhiêu biến động của lịch sử, nhưng những phong tục cổ truyền của người Việt vẫn giữ được nét bản sắc dân tộc. Đây chính là bức tranh minh họa cảnh một phiên chợ Tết vùng Trung Du. Các con biết không, trong các phiên chợ trong năm thì đông vui nhất vẫn là phiên chợ Tết. Hôm nay, cô cùng các con sẽ theo chân tác giả Đoàn Văn Cừ đến thăm một phiên chợ Tết để được hòa mình vào với không khí tưng bừng và náo nhiệt ở nơi đây qua bài thơ Chợ Tết. Các con biết không, bài thơ Chợ Tết của tác giả Đoàn Văn Cừ là một kiệt tác văn chương vừa đẹp vừa vui. Đọc bài thơ, chúng ta sẽ tưởng như mình đang được sống trong không khí hội hè dân gian của gần trăm năm về trước. Bài thơ được viết theo thể thơ 8 chữ với những câu thơ vô cùng giản dị. Bây giờ, cô sẽ giới thiệu về tác giả của bài thơ nhé. Đây chính là chân dung của nhà thơ Đoàn Văn Cừ. Ông sinh năm 1913 và mất năm 2004. Ông còn có các bút danh khác như Kẻ Sĩ, Cư Sĩ Nam Hà, Cư Sĩ Sông Ngọc. Và ngoài thơ, ông còn sáng tác cả văn xuôi. Ông là một hồn thơ phong phú, một hồn thơ của đồng quê. Các con biết không, ông đã được nhận giải thưởng của nhà nước về văn học nghệ thuật đấy. Các con ạ, tiết học của chúng ta hôm nay sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đó là luyện đọc. Phần thứ hai là tìm hiểu bài. Và phần thứ ba là luyện đọc hay. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng đến với phần thứ nhất, đó là luyện đọc. Cô mời các con cùng mở sách giáo khoa trang 38. Chúng mình hãy lắng nghe cô đọc và nhớ đọc thầm theo nhé. Chợ Tết. Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, sương hồng lam ôm ấp nóc nhà xanh. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc. Những thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lom khom. Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ, thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ. Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Sương trắng giò đầu cành như giọt sữa, tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa. Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh, đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh. Người mua bán ra vào đầy cổng chợ. Các con ạ, cô chia bài thơ này thành 4 đoạn. Chúng mình nhớ lấy bút chì đánh dấu vào nhé. Đoạn thứ nhất, từ dải mây trắng đến chợ Tết. Đoạn thứ hai, từ họ vui vẻ cho đến cười lặng lẽ. Đoạn thứ ba, từ thằng em bé đến như giọt sữa. Đoạn bốn là phần còn lại. Chúng mình đã đánh dấu xong chưa? Các con ạ, trong bài thơ này có một số từ ngữ khó đọc chúng ta cần lưu ý. Đó là các từ sau. Nào, chúng mình hãy đọc thật to theo cô nhé. Dải mây trắng, nóc nhà danh, sương hồng lam, lon son, lom khom, cô yếm thắm,
lặng lẽ. Bên cạnh các từ ngữ này ra, khi đọc, các con cần lưu ý cách đọc, phân tách các cụm từ ở một số dòng thơ sau. Nào, chúng mình cùng suy nghĩ xem chúng ta nên ngắt, nghỉ ở đâu. Các con nhớ lấy bút chì, đánh dấu nhé. Bây giờ, cô mời các con cùng hướng mắt lên đây. Chúng ta sẽ so sánh với phương án của cô. Các con hãy đọc theo cô nào. Chợ Tết, dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, sương hồng lam ôm ấp nóc nhà xanh, trên con đường viền trắng mép đồi xanh, người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc, những thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lom khom, cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ, thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ, hai người thôn canh lợn chạy đi đầu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Như vậy, qua hoạt động vừa rồi, cô đã hướng dẫn các con luyện đọc đúng các từ ngữ và cách ngắt, nghỉ khi đọc bài. Cô tin rằng sau khi luyện tập, chúng mình sẽ đọc đúng và trôi chảy bài thơ này đấy. Bây giờ, cô mời các con cùng mở sách giáo khoa trang 39. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ trong bài nhé. Các con cùng lắng nghe cô đọc nhé. Ấp là làng, xóm. The là hàng tơ, nhỏ sợi, dệt thưa. Đồi thoa son là đồi rực hồng lên khi nhận ánh nắng vào buổi sáng. Như vậy, qua phần giải nghĩa vừa rồi, cô trò mình đã hiểu nghĩa của một số từ khó có trong bài. Thế để đọc hai bài thơ thì chắc chắn chúng mình phải hiểu rõ được nội dung của bài đúng không nhỉ? Vậy còn chần chừ gì nữa? Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần tiếp theo, đó là tìm hiểu bài. Các con hãy đọc thầm toàn bộ bài thơ một lần nữa nào. Chúng mình cho cô biết, người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh thế nào? Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh thiên nhiên rất đẹp. Mặt trời lên làm đỏ dần những dải mây trắng. Sương chưa tan, những giọt sương hồng lam vẫn còn ôm ấp nóc nhà xanh. Sương trắng giò đầu cành như giọt sữa, những tia nắng tía vẫn còn nháy hoài trên ruộng lúa. Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh. Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh. Các con ạ, chúng mình có thấy những giọt sương này đẹp không? Đây chính là những giọt sương hồng lam đấy. Sương hồng lam là những giọt sương vào buổi sáng được ánh lên màu hồng của nắng và màu xanh của cỏ cây. Còn đây là một ngôi nhà danh. Nhà danh là nhà được làm bằng tre, nứa, lá, rơm. Các con ạ, chợ Tết thường diễn ra khi đất trời đang vào xuân. Lúc đó vạn vật, cây cối như đang thay áo mới. Bà con vùng Trung Du đi chợ Tết trong một khung cảnh thiên nhiên rất đẹp. Lúc đó là mờ sáng, có mây, có núi, có sương. Đỉnh núi, đồi xanh, nóc nhà xanh. Con đường, dải mây trắng, những giọt sương. Tất cả đều ửng hồng lên, trông rất đẹp. Dưới ánh hồng của bình minh, mọi cảnh vật đều trở nên tráng lệ. Từ giọt sương trắng cho đến tia nắng tía, từ đỉnh núi cho đến đồi son, tất cả đều cựa quậy, náo nức, bừng sáng lên, cảnh chợ Tết càng thêm đẹp. Các con thấy đấy, khung cảnh thiên nhiên thì đẹp như vậy, thế còn cảnh người đi chợ Tết thì thế nào? Cô trò mình sẽ tìm hiểu tiếp nhé. Các con hãy đọc thầm đoạn thơ thứ hai và thứ ba nào. Chúng mình cho cô biết, mỗi người đi chợ Tết có một dáng vẻ riêng ra sao?
Mỗi người đi chợ Tết đều có một dáng vẻ riêng. Những thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lom khom. Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ. Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ. Hai người thôn dắt lợn đi trước, theo sau là con bò vàng ngộ nghĩnh. Các con ạ, chạy lon son có nghĩa giống như chạy lon ton, chỉ dáng đi nhanh nhẹn, bước ngắn của những đứa trẻ. Yếm là loại áo mặc phía trong của người phụ nữ Việt Nam xưa. Thế chúng mình có phát hiện ra bên cạnh những dáng vẻ riêng đó thì những người đi chợ Tết có điểm gì chung không? Bên cạnh những dáng vẻ riêng đó thì những người đi chợ Tết đều vui vẻ, tưng bừng và náo nức. Các con ạ, trong khung cảnh thiên nhiên đẹp như vậy, trên những con đường uốn mình mềm mại như dải lụa đó, người đi chợ Tết rất đông. Mỗi người đều có một dáng vẻ riêng, một cử chỉ mộc mạc, hiền lành, chất phát và đáng yêu. Trong phiên chợ quê đông đúc đó, có già, trẻ, gái, trai. Có người đi sắm Tết, có người lại gồng gánh bán hàng. Tất cả đều ra chợ với một niềm vui náo nức. Người mua, kẻ bán đông vui náo nhiệt. Cảnh người đi chợ Tết tưng bừng như đi hội. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được. Mỗi người đi chợ Tết đều có một dáng vẻ riêng. Nhưng tất cả đều có chung một tâm trạng, đó là rất vui. Chính sự vui mừng, háo hức, hớn hở của những người đi chợ Tết đã làm cho cảnh vật xung quanh, những vật tưởng như vô tri, vô giác đó cũng trở nên vui tươi theo đấy các con ạ. Bài thơ làm bức tranh giàu màu sắc về chợ Tết, chúng mình hãy tìm cho cô những từ ngữ tạo nên bức tranh giàu màu sắc này. Các từ ngữ tạo nên bức tranh giàu màu sắc này đó là trắng, đỏ, hồng, lam, xanh, biếc, thắm, vàng, tía, son. Các con thấy đấy, ngay cả màu đỏ cũng có nhiều sắc độ khác nhau. Nào là đỏ, hồng, thắm, tía, son. Thế cô đố chúng mình biết, tác giả đã sử dụng nhiều màu sắc như vậy nhằm mục đích gì? Tác giả đã sử dụng nhiều màu sắc như vậy để miêu tả thấy được cảnh chợ Tết đông vui, nhộn nhịp và đủ sắc màu. Các con thấy đấy, trước mặt chúng ta là một bức tranh rất nhiều màu sắc, mà màu nào, nét nào cũng ngộ nghĩnh. Mặc áo đỏ, áo mới, áo đẹp là những thằng cu chạy lon son vui mừng tíu tít. Vài cụ già tay chống gậy, lưng còng bước lom khom chậm rãi. Những cô thôn nữ xinh tươi, duyên dáng, kín đáo, che môi cười lặng lẽ. Và còn có cả những em bé lần đầu mới được ra chợ Tết, vẫn còn sợ hãi, rụt rè, nhút nhát, nép đầu bên yếm mẹ. Và các con biết không, còn có cả lợn, bò cũng được tham gia chợ Tết nữa đấy. Thật là ngộ nghĩnh, vội vàng và hối hả phải không nào? Các con ạ, chỉ bằng vài câu thơ giản dị như những lời nói thường ngày, tác giả Đoàn Văn Cừ đã lột tả hết được cái hồn của người quê và giúp chúng ta cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đây rất êm ả, thanh bình và vui tươi. Sau khi đọc bài thơ này, các con có cảm nhận gì không? Chắc hẳn tất cả chúng ta đều tưởng như mình đang được đi chợ Tết cùng với bà con các ấp hơn vài chục năm trước. Các con ạ, trong bài thơ này, tác giả Đoàn Văn Cừ đã rất thành công khi sử dụng nghệ thuật nhân hóa và so sánh.
và cũng rất thành công khi sử dụng những từ ngữ chỉ màu sắc. Chính nhiều hình ảnh đó, nhiều màu sắc đó, tất cả đã tạo nên cho bức tranh dân gian chợ Tết của Đoàn Văn Cừ một vẻ đẹp mộc mạc, thân thuộc và rực rỡ sắc màu. Vậy bài thơ cho chúng ta biết điều gì? Bài thơ là bức tranh chợ Tết vùng Trung Du, vô cùng sinh động và rực rỡ sắc màu. Qua đó, chúng ta có thể cảm nhận được cuộc sống bình yên, vui tươi và hòa mình vào với thiên nhiên của người dân nơi đây. Đó cũng chính là nội dung của bài đấy. Chúng mình hãy viết ngay vào vở nào. Nội dung: bài thơ là bức tranh chợ Tết vùng Trung Du, vô cùng sinh động và rực rỡ sắc màu. Qua đó, chúng ta có thể cảm nhận được cuộc sống bình dị, vui tươi và hòa mình vào với thiên nhiên của người dân nơi đây. Như vậy, cô trò chúng mình đã tìm hiểu xong nội dung của bài rồi đấy. Hiểu bài, cô chắc chắn chúng mình sẽ đọc bài thơ này rất hay. Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo, đó là luyện đọc hay. Để thể hiện được hết nội dung của bài thơ này, chúng ta đọc như thế nào? Các con lưu ý, khi đọc bài thơ này, chúng ta đọc giọng nhẹ nhàng, chậm rãi với 4 dòng thơ đầu. Còn ở các dòng thơ tiếp theo, các con chuyển sang giọng đọc vui vẻ, rộn ràng để thể hiện hết được không khí tưng bừng và náo nhiệt của chợ Tết nhé. Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng luyện đọc hay ở một đoạn thơ. Để đọc hay đoạn thơ này, các con cần lưu ý ngắt, nghỉ hợp lý và chủ động phát hiện ra những từ cữ cần phải nhấn giọng. Nào, chúng mình cùng suy nghĩ xem chúng ta cần phải nhấn giọng ở các từ nào. Các con nhớ lấy bút chì, gạch chân nhé. Bây giờ, cô mời các con cùng hướng lên đây. Chúng ta xem một gợi ý của cô. Để đọc hai đoạn thơ này, cô có thể nhấn giọng ở các từ sau: kéo hàng, lon son, lom khom, lặng lẽ, nép đầu, ngộ nghĩnh, đuổi theo sau. Bây giờ chúng mình cùng lắng nghe cô đọc nhé. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc, những thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lom khom, cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ, thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ, hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau, xương trắng giò đầu cành như giọt sữa. Như vậy, cô đã đọc xong đoạn thơ rồi đấy. Các con nhớ, đây chỉ là một gợi ý của cô thôi nhé. Cô mong rằng các con sẽ luyện tập để tìm ra được cách đọc hay riêng cho bản thân mình. Thế bây giờ, các con có muốn nghe cô đọc toàn bộ bài thơ không? Chúng mình cùng lắng nghe cô nhé. Chợ Tết. Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, sương hồng lam ôm ấp nóc nhà xanh. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc, những thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lom khom, cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ, thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ, hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Sương trắng giò đầu cành như giọt sữa, tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
núi uốn mình trong chiếc áo the xanh, đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh, người mua bán ra vào đầy cổng chợ. Các con ạ, bài thơ chợ Tết của tác giả Đoàn Văn Cừ đẹp như một bức tranh dân gian Đông Hồ, đẹp với một vẻ đẹp bình dị, đầm ấm và hạnh phúc. Bức tranh đồng quê đó rực rỡ sắc màu và vô cùng sinh động. Đọc xong bài thơ, có lẽ ai trong chúng ta cũng khao khát được tham gia một phiên chợ quê truyền thống để được hòa mình vào với không khí Tết cổ truyền dân tộc. Các con biết không, Tết không chỉ đơn giản là sự khởi đầu mới. Tết còn đem lại những nét đẹp về văn hóa truyền thống, về phong tục, tập quán đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Chợ Tết, một vẻ đẹp của hồn quê, đáng yêu và đáng nhớ. Các con hãy trân trọng và giữ gìn những nét đẹp mang bản sắc dân tộc mình nhé. Không biết các con có cảm nhận giống cô không? Trong giây phút này đây, cô đang nghe đâu đó trong sâu thẳm tiềm thức mình văng vẳng câu thơ: mùa xuân mưa bụi bay bay, về quê đi nhé, Tết nay rộn ràng. Về quê có chợ Tết làng, cùng nhau chúc phúc mọi nhà yên vui. Các con ạ, theo vòng quay của thời gian, Tết ngày nay đã có ít nhiều thay đổi. Nhưng dù thay đổi như thế nào chăng nữa, nó vẫn giữ được nét đẹp đặc trưng của Tết xưa. Vẫn không khí đó, vẫn màu sắc đó, nhưng đó là màu của đào, mai, quất, màu của bánh chưng xanh, màu của những câu đối đỏ, màu của những phong bao lì xì rực rỡ. Chúng ta tin chắc rằng Tết sẽ mãi mãi in đậm trong trái tim người dân Việt Nam.